da bình thường vẫn có thể sử dụng được bình thường, không vấn đề gì cả. Như da Kim Anh nè, có hôm thì Kim Anh xài bộ nhạy cảm này, nhưng mà có hôm thì Kim Anh lại xài bộ nhụy hoa ngày Tây đó, rồi có hôm Kim Anh xài serum đó, nó nói chung là nó rồi. Dĩ nhiên với cái làn da của Kim Anh, nó ngoài cái kem nhạy cảm, nó giúp bộ nhạy cảm này nè, nó giúp cho mình đó lược bỏ đi và bảo vệ cũng như phục hồi lại cái những cái màng da của mình đó, tức là cái gọi là cái tế bào collagen, nó sẽ cải tạo lại cái tế bào collagen đã mất cho tất cả các chị em. Tại vì sao? Cái làn da của mình đó, khi mà nó đã bị tổn thương, nhỏ xuống, khi mà da của mình nó đã bị tổn thương rồi á, thì nó sẽ bị mất đi cái màng bảo vệ, cái mình gọi nó là hàng rào bảo vệ, thì nó mất đi rồi thì mình sẽ rất là khó để mà phục hồi lại. Và khi mà mình phục hồi lại thì phải cái thời gian rất rất là lâu. Em cảm ơn anh Lê Đình Tiến ạ, cặp mắt rất là đáng yêu, cảm ơn anh. Thì khi mà các chị em mình phải hiểu được rằng cái làn da của mình nó đang muốn gì, nó đang như thế nào, để mà mình tư vấn với các nhà phân phối đại lý để họ có thể tư vấn cho các chị em mình một cách nhiệt tình và nó chính xác nhất. Thì cái bộ nhạy cảm này của Kim Anh cũng vậy, khi mà nó đã cái da của các chị em mình tùy nhiều tình huống nha, có những người thì bị nhiễm corticoid, có những người thì bị bào mòn da, tế bào mòn da, hoặc là bị mất đi cái sự đàn hồi của da, thì cái bộ nhạy cảm này nó giúp cân bằng và nó giúp cải tạo lại cái màng bảo vệ đó rất là tốt. Đó là bộ nhạy cảm nha cả nhà. Bộ nhạy cảm này gồm 4 sản phẩm, đó là sữa rửa mặt nhạy cảm, serum nhạy cảm ha, serum là nó là tinh chất đậm đặc để mà nó giúp cho cái da của mình nó cải tạo lại. Nhưng khi đánh serum rồi, sử dụng serum rồi, thì các chị em mình phải khóa lại bằng một cái lớp, đó là lớp kem đêm. Nó là kem đêm. Còn những ai mà ban ngày mình muốn đi ra ngoài và mình muốn sử dụng thì mình đánh một lớp kem ngày ha. Sau đó mình đánh lớp chống nắng lên rồi mình đi ra ngoài. Còn những ai mà kỹ càng hơn